Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Khuyên. Con xin kính đảnh lễ sư, kính thưa sư hoan hỷ cho con hỏi. Con muốn rước tượng Phật về để thờ thì có phải lập ban thờ riêng hay không? Hay có thể thờ chung cùng với ban thờ gia tiên được ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu như mà mình đã lập nên mà mình đã thỉnh một bức tượng Phật về để tôn thờ thì nên lập một ban thờ riêng biệt, không nên thờ chung với gia tiên. Thì nếu như một người hiểu được Đức Phật là như thế nào, một bậc như thế nào và gia tiên tiền tổ của mình là người như thế nào thì mình sẽ thấy rằng là gia tiên mình sẽ không dám ngồi chung hàng với Đức Phật. Ngay cả các vị thiên thần, chư thiên thiên thần thì cũng không dám ngồi chung với Đức Phật, cũng không được phép thờ chung với Đức Phật. Vì Đức Phật quá là cao thượng, bậc thánh nhân quá cao thượng, trong khi gia tiên tiền tổ nhà mình là những phàm phu, những người đệ tử còn phải quy kính đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Các vị chư thiên và là các vị vua cõi trời cũng chưa dám ngồi ngang hàng với Phật, thì làm sao gia tiên mình làm như thế? Và mình thờ này là một người có hiểu thì mình cũng phải thờ cho đúng, thì đó là phải lập một ban thờ trang nghiêm nhất, cao trang trọng nhất là cái chỗ thờ Đức Phật, rồi sau đó hãy thờ gia tiên mình ở một cái vị trí phù hợp, mà để đấy là cái sự tôn kính cả gia tiên mình cũng tôn kính Phật, bản thân mình cũng tôn kính Phật. Vậy thì hãy thờ riêng, ban thờ Đức Phật riêng, ban thờ gia tiên riêng, chứ không nên thờ chung vậy. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Thờ cúng tổ tiên lên hiểu và hành như thế nào cho đúng? Lực lượng tâm linh nào quanh ta có ảnh hưởng tới ta ra sao? Ta nên hành xử sao cho được lợi lạc ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thờ gia tiên thì mình nên hiểu rằng gia tiên là những cái người thân, những cái người quá cố của mình đã qua đời nhưng đã đi luân hồi tái sinh về các kiếp sống khác nhau rồi, thì mình thờ chẳng qua để là tri ân thôi, để mình luôn luôn tưởng nhớ về cái cội nguồn, cội gốc, cái dòng tộc tổ tiên của mình là có những cái đời như thế, ông cụ tổ tiên nhiều đời như thế, để con cháu gợi nhớ lại mình là từ cái cội nguồn, nguồn gốc ấy sinh ra. Thì đó chỉ là một cái cách để tưởng nhớ lại về cái cội nguồn, chứ không phải là thờ tổ tiên rồi là có những cái đấng linh hồn sẽ ngự ở trên cái ban đấy. Thì với một những cái người si mê không hiểu biết thì người ta mới nghĩ như vậy, nghĩ rằng có những cái linh hồn thần của ông bà tổ tiên còn ngự ở trên cái bàn thờ đó, và mình dâng cái gì thì những vị đấy sẽ hưởng thụ cái đấy, hay mình cầu xin cái gì người ta sẽ nhận biết được, hay người ta sẽ phù hộ được như một cái vị thần bảo hộ cho mình ấy. Thì đấy là cái sự mê muội, là cái sự hiểu biết sai lầm, là cái sự hiểu biết của những người không hiểu biết. Còn những người có hiểu biết thì thờ mang cái tính tượng trưng như vậy, mang cái tính tri ân như vậy. Còn thực tế ra thì khi mình thờ như vậy, có những cái vị là những cái vị dạ xoa, hay là những cái vị phi nhân, hay là cái vị thiên thần nào đó, người ta sống ở trong cái mảnh đất ở nhà mình, hoặc người ta sống ở nhà mình, hoặc những vị thần cây thần đất người ta sống ở đấy, có khi người ta sẽ thọ hưởng cái mà mình cúng dường đó, mình dâng cúng đó, người ta làm, người ta đóng cái vai là những cái ông bà tổ tiên nhà mình có thể có. Thì cái khi mà mình đã có thờ vậy, đôi khi nó cũng sẽ xuất hiện những cái đối tượng mà mình đang thờ đấy, có thể là người thân của mình nhưng cũng có thể không phải người thân của mình. Thì đấy là những cái đối tượng đấy có thể là có thể người đó là người tốt, cũng có thể người đó lại là người xấu, cũng có thể người đó người ta có cái tâm thiện với mình, cũng có thể người đó người ta có những cái tâm không được tốt. Cho nên là cái việc thờ tự nó cũng giống như là một cái người mà mình kết bạn vậy, đôi khi gặp những người bạn tốt, đôi khi mình chơi những người bạn xấu, thì cái việc thờ tự của mình cũng tương tự như thế mà thôi. Hay là mình thờ Phật cũng vậy nhé, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Đức Phật chẳng còn tồn tại trên cái hình thức là một thần linh hay linh hồn gì hết,
Nhưng khắp nơi người ta vẫn tôn thờ Phật, bảo tháp, chùa chiền hay là các tư gia người ta đúc tượng Phật, người ta thờ bàn thờ Phật. Nhưng với một cái người hiểu biết thì người ta biết rằng đây là một cái sự tưởng nhớ đến cái ân đức của Phật, tượng trưng cho cái trí tuệ giác ngộ và cái con đường giải thoát giác ngộ mà mình đang tầm cầu. Thì mình thờ Đức Phật là để tượng trưng như vậy, chứ không phải là Đức Phật có thần thức, có linh hồn, có sự tồn tại, có thọ nhận cái cúng dường và có nghe được những cái lời mình cầu xin. Thì cái điều đó là vô lý, cái điều đó là nhảm nhí, cái điều đó là mê muội, cái điều đó là vô ích. Nhưng cái người thế gian người ta hiểu mê lầm ấy thì nhiều, cái người hiểu đúng thì rất là ít. Cho nên là người ta cứ đến thì xin xỏ cái này cái kia là bậy bạ không có thật. Mà người ta chỉ đến để hướng cái tâm thành kính mình đến một bậc giác ngộ giải thoát, tượng trưng hình ảnh hay là hình tượng của Đức Phật là tượng trưng cho những cái điều thiện này để mà mình đang hướng đến, để mình đang tu tập mà thôi. Thì ông bà tổ tiên là vận cũng là tượng trưng như thế thôi, thờ mang cái tính tượng trưng cho những cái thế hệ tiền nhân để con người ta sống. Những cái người còn hiện tại này, người ta biết rằng đây là cùng con cháu của cái ông tổ đấy sinh ra, nên là họ hai đời, ba đời, bảy đời, mười mười năm, hai mươi đời vẫn còn nhận nhau là cái vai vế bề trên bề dưới ông bà chú bác. Rồi khi ra đường có gặp nhau thì biết là chúng mình cùng cái họ đấy, tổ tông đấy, hay sống thương yêu nhau, đừng có ác ý với nhau. Thì vì cái cùng cái từ đường, cùng cái dòng họ, cái nguồn gốc đấy, cho nên là người ta sống có cái sự bao bọc, có sự tình cảm lẫn nhau, có sự yêu thương lẫn nhau. Thì đấy là cái thờ tổ tiên hay là thờ ông bà cụ kỵ là vì cái nguyên nhân, vì cái mục đích ấy thôi. Vì mục đích để cho người sống, người ta thấy là người ta có cùng cái nguồn gốc, cho nên người ta sống có cái sự tình cảm với nhau thôi. Nhưng không phải là có ông bà tổ tiên ngự trị ở trên ban đấy, ăn oản ăn chuối để phù hộ cho cái mình mong cầu mong xin. Thì cái điều đấy là mê muộn, thì mình cần phải hiểu như vậy. Và cái thực tế nó cũng là như vậy. Còn đôi khi một số rất là ít những người, người ta chết, người ta tái sinh làm ngã quỷ, người ta quanh quẩn phảng phất bên những người thân. Thì những cái người đấy thì mình có cầu cúng bái người ta cũng không nhận được, người ta không thể nào nhận được, nhưng mình làm phước hồi hướng cho người ta. Ví dụ như là mình giữ giới, rồi mình bố thí cúng dường, tạo ra những công đức ấy, rồi mình chia phước hồi hướng cho họ, thì họ mới hoan hỉ những cái phước ấy. Thì sau này họ tái sinh về cái cõi an này, khi mà người ta hết cái thọ mạng, người ta đến cái lúc mà cần phải tái sinh, thì nhờ người ta hoan hỉ được những cái công đức thiện nghiệp của những người thân ấy, thì người ta sẽ được sinh về cái cõi này. Đấy là ý nghĩa của cái việc là có những người, người ta thờ gia tiên, người ta làm phước, người ta hồi hướng cho gia tiên thì là vận. Còn cái ban thờ, thờ trên ban thì chỉ hoàn toàn mang cái tính tượng trưng, chứ nó không có mang cái tính thiêng liêng ở trong đó. Còn thế gian thì cứ nghĩ là nó phải có cái tính thiêng liêng thần thoại, thần bí gì ở trong đó, thì đấy là mê muộn. Còn cái người hiểu biết ra thì mang cái tính tri ân tưởng nhớ, thì đấy mới là cái sự hiểu biết, có trí tuệ, có chánh trí hiểu biết. Thì đó là cái sự tưởng nhớ, như mình thờ Phật để tưởng nhớ đến Phật, thờ tổ tiên để tưởng nhớ đến tổ tiên, thờ những cái bậc anh hùng có công với thế gian là để tưởng nhớ đến những công đức công năng. Chứ còn không, còn những cái người ta nghĩ rằng có cái tính thiêng liêng, cái tính phù hộ ở trong đó thì là mê muội, mê tín. Đấy là cần phải hiểu như vậy, cái ý nghĩa như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Ngọc ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con được biết khi mình cúng dỗ, người thân đã mất, không thể ăn được, trừ khi mình làm phước và hồi hướng. Vì thức ăn của họ là phước chứ không ở dạng vật chất giống của con người. Nhưng chỉ có một loại ngạ quỷ nhận được và cũng rất khó. Tuy nhiên gần đây con nghe nhiều là người mất nếu rơi vào con đường ngạ quỷ thì có thể ăn được thức ăn mình cúng. Con tìm và thấy trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm Gia Lu Sô Ly, Đức Phật nói nếu có người sinh vào ngạ quỷ, vị ấy có thể ăn được thức ăn do người thân cúng, đó là tương ưng xứng. Dạ thưa sư, vậy điều nào mới là đúng ạ?
Con có thể tìm ở kênh nào để đọc được thông tin chi tiết và chính xác nhất không sư? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thực tế thì vẫn có một số chư thiên thọ nhận và ăn được những thức ăn của người ta dâng cúng. Vẫn có nhưng phải có không có. Một số chư thiên, cái họ chư thiên, người ta ăn được cái dinh dưỡng ở những cái phẩm vật mà mình dâng lên cúng dường. Cái điều đó là có, nhưng mà có rất ít bài kinh Đức Phật nói đến điều đó và không có khuyến hóa quá nhiều về việc đó. Thì cái việc mà mình dâng cúng cho các vị chư thiên ăn thì người ta cũng không phải là người ta sống dựa hoàn toàn vào cái phẩm vật mà do cái người thế gian dâng cúng. Người ta vẫn có, kể cả người thế gian không dâng cúng, họ vẫn có thức ăn của họ. Vậy thì cái sự dâng cúng của cái người thế gian nó chỉ gọi là thêm cho người ta được một chút cái món ăn rất là nhỏ bé, ít ỏi mà thôi. Còn cái việc người ta ăn rồi người ta có hộ trì được cho mình hay không thì cũng chưa bị, cũng không không phải là người ta ăn mà người ta hộ trì cho mình được. Giống như là bây giờ mình bố thí cho những cái con cá giúp nó ăn thì đấy cũng là chuyện bình thường. Bố thí cho một người khác ăn thì mình có cái phước của cái sự bố thí. Hay là mình dâng cúng cho một vị chư thiên ăn thì mình sẽ có cái phước của cái sự bố thí. Hay mình dâng cúng cho một người khác ăn, một người ăn xin hay một vị sa môn mình cúng dường một bữa ăn thì đó là cái phước của cái sự bố thí. Thì mình bố thí cho vị chư thiên thì nó cũng giống như là một cái người nghèo bố thí cho một người giàu, như là một cái người ăn xin xin được 5 đồng tiền lẻ bố thí cho một nhà triệu phú vậy. Triệu phú à, thôi thì bố thí thì cũng cũng cảm ơn, chả lẽ đến nó cho mình lại không lấy không nhận thì nó tủi thân. Thì cũng vậy, các vị chư thiên người ta cũng chả thiếu gì phước, phước người ta vô biên vô tận, người ta xài chả hết. Nhưng mà cái người nhân loại thì phước đã kém cỏi, còn đến bố thí cho người ta thì người ta cũng cũng dùng để cho mình có phước thôi, chứ không phải là người ta thiếu phước. Thì có một số chư thiên ăn được cái thức ăn của con người dâng cúng, chứ không phải không có, điều đó là có. Có một số bài kinh Đức Phật cũng nói điều đó. Thì đó chỉ là một cái pháp bố thí mà thôi. Nhưng mà nếu như con người ta sống ở trên đời thì người ta cứ nghĩ rằng những cái vậy chư thiên thần đấy sẽ ban được cho người ta những cái điều người ta mong cầu. Người ta được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp. Người ta nghĩ rằng các vị chư thiên có những cái thần lực lớn như vậy có thể ban được những cái điều đó. Cho nên người ta mới sinh ra những cái tế lễ, nghi lễ, cầu xin, cầu khấn như thế rất là nhiều. Thì nó sẽ làm mất thời gian của những cái người mà muốn đi tìm một cái con đường giải thoát giác ngộ. Nhất là những người mà học hiểu cái pháp của Đức Phật mà vướng bận vào những cái việc đó thì dễ sinh ra những cái mê muội, mê tín, những cái tâm mong cầu những cái pháp hữu lậu, những cái pháp rất là tầm thường ở thế gian, mà Đức Phật muốn cho mọi người tầm cầu những cái pháp cao thượng hơn, đi đến giải thoát giác ngộ niết bàn. Cho nên là không chú trọng về những cái pháp tế lễ cúng bái đó. Còn nói rằng là trong các cái cõi vô hình thì cũng có người nhận được những cái thức ăn chứ không phải là không. Thì cái đấy nó chỉ là pháp bố thí thôi. Mình bố thí cho một người khác, người ta ăn mắt mình nhìn thấy, có khi mình còn hoan hỉ hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc Khoảng. Con xin kính đảnh lễ sư, con có câu hỏi như sau ạ. Hiến tạng lúc còn sống, hiến tạng khi đã chết và hiến xác khi đã chết. Ba việc này có nên thực hiện hay không? Và trường hợp nào là tốt nhất? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Hiến tạng khi thực ra cái pháp mà bố thí được cả những cái bộ phận trong thân mình hay là bố thí thân mạng của mình là cái pháp mà khi mình phải gặp một cái đối tượng nào đấy phù hợp nhé. Ví dụ như là có một cái người ta đang thiếu một cái phần nào đó, người ta đang thiếu máu, mình đến mình xin hiến máu thì tức là nó bố thí đấy nó đúng thời đúng lúc thì mình sẽ thấy cái điều đó và mình hoan hỉ với điều đó. Hoặc là có người ta đang cần một con mắt thì mình sẽ bố thí cho người ta con mắt. Có người ta cần tim, mình bố thí tim. Có người cần cái gì đó trong cơ thể của mình và mình bố thí cho người đó thì cái pháp đấy là cái pháp bố thí ở cái mức độ bậc trung đó.
Còn cái chết rồi thì bố thí thì lúc đấy kia thực ra cái xác thân của mình thì lúc nó chết rồi nó chỉ là tứ đại thôi, đất nước lửa gió thôi, là cái giá trị của nó rất là thấp. Thì cái lúc đấy mình tác ý bố thí thì cũng được, nhưng mà cái quả của nó không thể bằng cái lúc mà mình bố thí cái lúc mà mình còn sống. Thì bố thí cái lúc còn sống thì rất là khó, bởi vì con người ta ai cũng tham ái với cái xác thân này, tham ái. Nhưng có những người mà dám dám đoạn được cái tham ái đó mà bố thí cho người khác, thì đó là một cái sự dũng cảm, mà hay là đó là một cái tâm xả thí rất là mạnh. Nếu như cái bố thí đó mà ước nguyện một cái điều gì đó chân chánh cao thượng, nó thành tựu một cách rất là nhanh chóng dễ dàng. Như là mình muốn cái pháp bố thí đó để mình chứng đắc đạo quả niết bàn giải thoát, thì nó sẽ làm cái nhân duyên để hỗ trợ mình chứng đắc đạo quả rất là nhanh. Mình nguyện gì nó không thành nhanh, cái bố thí mà không nguyện gì thì nó thành không có trí tuệ, thì nó hơi uổng phí. Thì cái quan trọng là cái bố thí để mình đạt được cái mục đích gì, mình hãy đề ra cái mục đích đó để mà bố thí. Còn khi chết rồi thì bố thí thì nó rất là dễ, rất đơn giản. Nhưng mà khi mà mình còn sống mà dám bố thí thì mới là cao thượng. Bố thí ở cái lúc còn sống là thù thắng hơn rất nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Trung ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con mới biết đến cách hơi thở trong chánh niệm, và hàng ngày lúc nào có cơ hội, con đều để ý đến hơi thở để đưa tâm về hiện tại. Trước đây, con thường khó ngủ, giờ trước khi ngủ con thường để ý đến hơi thở và rồi ngủ lúc nào không biết. Con cảm thấy dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, con có tìm hiểu trên mạng thì có vẻ như cách này không tốt. Vậy, con xin sư chỉ dẫn giúp con. Con xin tri ân công đức của sư ạ. Mình hành thiền nhưng mà cái mục đích của mình tập thiền đấy với cái mục đích gì? Có người tập thiền thì là vì để cho mình có sức khỏe, có người mất ngủ mình chỉ tập thiền vì cái mục đích để cho mình ngủ ngon hơn. Có những người tập thiền vì mục đích là vì mình có những cái bệnh về tâm như là bị stress, bị căng thẳng, thì mình muốn giảm bớt những cái bệnh về tâm lý đó mà hành thiền. Thì tất cả những cái pháp hành thiền đó nó cũng sẽ đạt được cái kết quả như mình mong muốn đấy. Nhưng mà những cái kết quả nó cũng đều rất là thấp. Và hành thiền với cái mục đích là vì mình có nhiều cái phiền não, có nhiều cái tâm bất thiện, tham sân si, những cái tán loạn, những cái vọng tưởng, những cái phóng dật năng sang ấy, vì mình muốn đoạn trừ những phiền não ấy, vì muốn đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn mà hành thiền. Thì mỗi người có những cái mục đích hành thiền khác nhau, nhưng mà mình nên tìm hiểu sâu hơn về cái mục đích của bà, nên phát khởi những cái tâm chân chánh cao thượng hơn khi mà mình hành thiền ấy. Mình không nên để ý đến những cái thành quả lặt vặt nhỏ nhặt của cái pháp hành thiền, như là vì hành thiền mà mình ngủ ngon hơn, hành thiền mà sức khỏe tốt hơn, vì hành thiền mà tâm lý mình ổn định hơn, thì những cái đấy nó chỉ là một cái kết quả rất là nhỏ nhặt. Không nên làm nơ nó đi, không quan tâm. Mình phải quan tâm là mình hành thiền để mình đối trị được những phiền não, những cái tham sân si, và mình hành thiền vì mục đích mong cầu giác ngộ giải thoát niết bàn cơ. Còn trên cái con đường mình thực hành tu tập ấy thì nó sẽ đưa đến những kết quả, đó là vì cái nó làm cho mình sẽ bớt đi những cái căng thẳng, những cái phiền não, những lo âu, cho nên là mình sẽ ngủ ngon, mặc dù ngủ rất ít nhưng nó sâu, nó vẫn rất là ngon giấc, và nó sẽ làm cho mình có được cái thân thể nhẹ nhàng khinh an, cho nên là mình cảm thấy nó rất là an lạc, thoải mái, dễ chịu, và mình sẽ có được cái tâm nó rất là thanh tịnh, cho nên trí tuệ nó rất là sáng suốt. Nên và mình khởi lên cái ý là mong cầu nhờ con đường hành thiền này mình sẽ chấm dứt khổ đau, chấm dứt luân hồi sinh tử vì cái mục đích ấy, và hành thiền với một cái chí nguyện cao cả như vậy thì mình sẽ có được cái kết quả cao hơn. Còn những cái chuyện ăn ngon ngủ ngon nó chỉ là cái chuyện lặt vặt thôi, mình cũng không nên quá chú trọng đến nó làm gì. Và cái điều chắc chắn là nếu như hành thiền hơi thở tốt thì mình sẽ ăn ngon ngủ ngon, và nhưng đừng bận tâm đến nó nhiều lắm, không nên để ý đến nó nhiều, vì để ý nó nhiều mình tham ái với cái ngủ ngon hay là
Mình cứ hoài nghi thắc mắc là như vậy là đúng hay sai, nó đều không hay. Mà cứ nghĩ là mình hành thiền làm sao cho nó đúng và làm sao cho không đúng mà thôi. Quan sát hơi thở với cái sự chánh niệm tỉnh giác, nhận biết hơi thở vào ra đó. Và trong cái lúc mình thực sự hành thiền thì cố gắng giữ cho tỉnh giác, chứ đừng để cho tâm bị mơ hồ và hôn trầm. Còn nếu như trước khi đi ngủ, mình nghĩ rằng bây giờ ta để tâm vào nhận biết hơi thở để cho đi vào giấc ngủ dễ dàng thì vẫn được phép làm như vậy. Thì trong lúc mình nằm xuống ngủ, mình biết hơi thở vào ra và để cái tâm nó xua tan những cái phiền muội đi, căng thẳng đi, và nó chìm vào trong giấc ngủ một cách an vui tự tại, thì điều đó cũng tốt, không phải không tốt. Nhưng cái lúc mình ngồi thiền đàng hoàng nghiêm túc thì đừng để cho cái hôn trầm nó khởi lên, mà phải giữ cho tâm tỉnh táo sáng suốt thì điều đó mới tốt. Thì nó còn tùy theo cái lúc mới mình hành thiền vào cái thời điểm nào. Lúc mình đi ngủ thì cứ hành thiền rồi thì đi ngủ cho ngon vẫn được, không sao hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc Tập. Con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Tại Việt Nam hiện nay, rất nhiều vị tu sĩ tu học ở nước ngoài, sau khi về nước dù rất nỗ lực giữ giới, nhưng gặp khó khăn do điều kiện không thuận lợi như tại các nước tu học. Những tu sĩ khác thì cho rằng do điều kiện mỗi thời mỗi khác, nên nếu cứ giữ đúng giới thì không thể tu được. Ví dụ, việc được cúng dường tứ vật dụng, trong đó có tịnh tài, vì không có kapija, nên vị ấy thọ nhận, có thể dùng để đi đường hoặc xây chùa, phòng xá, nói chung là các việc Phật sự. Như vậy, có thể được gọi là giữ giới hay không giữ giới, hay là giới bị lấm nhơ. Một vị tu sĩ thế nào được gọi là giữ giới trong sạch ạ? Xin sư từ bi chỉ dạy cho con, để con có cái nhìn đúng đắn, không mắc vào tà kiến. Con xin tri ân sư ạ. Đức Phật cũng đã dạy rất là nhiều rồi. Một cái vị thì thực hành trên cái hình tướng, như là vị đó mặc áo phấn tảo rách rưới, ngồi dưới gốc cây, thể hiện ra là mình học rộng biết nhiều, nhưng tâm ô nhiễm, có nhiều phiền não, thì cái hình thức đó là vô ích. Nhưng mà có những người, mặc dù người ta có thể là một vài cái giới người ta không trọn vẹn, ví dụ như là có những người sẽ giữ ra cái hạnh là tôi sẽ thực hành cái hạnh không giữ tiền, nhưng mà trong tâm rất là ham muốn được có nhiều người cúng dường tiền, vì vị ấy có những cắp y giá, có những người giữ hộ cho, và trong tâm của vị ấy vẫn không đi được cái tham, vẫn mong muốn có và vẫn khuyến hóa, đôi khi là vẫn còn dùng những cái cách này cách khác, hay là chính dùng cái hình thức là ta không giữ tiền đây để phô trương cái đức hạnh và để mong muốn được cúng dường nhiều hơn, thì cái sự giữ giới đấy là dối trá, sự giữ giới đấy là lừa đảo, và sự giữ giới đấy là không chân chánh, không lợi ích gì cả. Cũng có những người có khi người ta giữ tiền nhưng mà chưa chắc người ta đã ô nhiễm vì tiền, người ta lại coi cái việc giữ đấy là cái phương tiện để người ta thuận lợi trong cái con đường tu và làm lợi ích cho người khác. Thì cái người hai cái người đấy thì cái người mà không ô nhiễm mới là cao thượng, cái người ô nhiễm trong nội tâm mới là cái người hạn liệt. Bởi vì cái sự giữ giới, đôi khi có những người người ta chỉ giữ giới bằng cái hình thức bên ngoài để đạt được cái tiếng khen, để đạt được cái sự kính trọng và để người ta đạt được nhiều cái danh vọng lợi dưỡng nhiều hơn, thì cái sự giữ giới đấy là giả dối. Còn cái sự cái mục đích của cái pháp tu tập là phải đi đến cái sự thanh tịnh tâm và cái sự phát triển được cái trí tuệ, đoạn trừ được những ô nhiễm, đi đến cái sự giải thoát, ra ngộ được các sự thật và đoạn trừ được những nậu hoặc. Thì có những cái môi trường, có những cái chú xứ, có những cái quốc độ nó thuận lợi cho cái vị đó thành tựu được cái pháp học, có những cái môi trường chú xứ quốc độ nó thuận lợi cho cái pháp hành giữ giới, có những cái môi trường cái quốc độ nó không thuận lợi cho cái sự thực hành giữ giới ấy. Còn một cách chuyên sâu, hay là có những môi trường quốc độ thì vị ấy có thể hành thiền được, có những môi trường quốc độ vị ấy không thể hành thiền được. Nếu như vị ấy là người thật sự muốn hành giữ giới như vậy, vị ấy hãy sống ở cái quốc độ đấy, đừng có rời cái quốc độ mà mình đang tu tập thanh tịnh này,
Còn nếu như vị đó đã từ bỏ cái môi trường đó, là vị đó đã thối thất cái giới hạnh rồi, đã thối thất cái đạo tâm rồi, vị đó đã thật sự là muốn giữ giới thanh tịnh, muốn cho cái con đường tu được thuận lợi, vị ấy sẽ sống ở đây đến lúc chết, nhưng vị đó không từ bỏ cái chú xứ đang thuận lợi ấy. Vị ấy đã đến một cái chú xứ ô nhiễm hơn rồi, nhưng mà vị ấy lại không có chấp nhận cái chú xứ ô nhiễm ấy, mà vị ấy lại trở nên thất vọng, chán chường, trách móc, hay là vẫn cứ cố tình giữ những cái giới, cái thực hành, cái lối sống giống như ở một cái chú xứ trước kia. Thì nước là vị đó đang muốn thể hiện mình, mình là cái người tu tập như thế này đây, rồi cái sự muốn thể hiện mình ấy nó chỉ làm khổ bản thân vị ấy và làm khổ những người khác, và có thể vị ấy không tồn tại ở trong giáo pháp được, thì vị ấy sẽ bị trở lại cái đời sống thế tục. Vậy thì cái cách tốt nhất đó là vị đấy đã sống ở cái quốc độ có thuận lợi với cái việc tu tập như cái vị đó mong muốn rồi, thì vị đó hãy đừng rời khỏi cái chú xứ đó, hãy sống ở đấy, cộng chú ở đấy. Và khi mà đến một cái quốc độ khác thì vị ấy phải tự tìm một cái chú xứ nào đấy nó thanh tịnh, nó phù hợp với cái sự tu tập của bản thân mình. Còn nếu như đến cái chú xứ tu tập mà nó không được thanh tịnh như mình mong muốn, thì mình hãy rời chú xứ đấy ngay tức thì, hãy đi khỏi cái chú xứ đó và hãy đi tìm một cái chú xứ khác, cái chú xứ nào nó phù hợp với mình. Còn nếu như không thể tìm được chú xứ nào khác thì hãy quay trở về cái quốc độ đó, cái chú xứ mà mình đã từng tu tập đấy, và không nên đi đến đâu thì cũng trách móc, chửi mắng những cái người không giống mình, trở về cái quốc độ này, này chửi mắng cái quốc độ này là tại sao không giống cái quốc độ kia, trở đến cái chú xứ này này chửi mắng cái chú xứ này tại sao lại không giống cái chú xứ kia, đến những cái người tu này lại chửi mắng cái người tu này tại sao không giống tôi mà ông lại sống theo cái kiểu của ông sống theo kiểu của tôi. Thế thì mỗi một cái chú xứ nó có cái văn hóa khác nhau, có cái cách sống khác nhau, cần phải thực hành những cái phương pháp nó phù hợp khác nhau, nhưng mà cái hình thức không quan trọng. Cái quan trọng là mình thực hành làm sao tâm mình không có phiền não, thực hành làm sao để mình có thể thanh tịnh được tâm, thực hành làm sao để có thể phát triển được trí tuệ, thực hành làm sao để đoạn trừ được các lậu hoặc. Thì với một cái người có cái trí tuệ, người ta sẽ biết được cái sự thực hành như thế nào để vị ấy đạt được định, vị ấy đạt được tuệ, vị ấy đạt được giải thoát, chứ người ta không quá chú trọng vào những cái chuyện nhỏ nhặt, và người ta đem cái chuyện nhỏ nhặt đó đem trở thành cái vấn đề để đi chỉ trích, công kích, rồi để đi phỉ báng nhau, để đi chống đối nhau, để tạo ra cái sự hỗn loạn trong giáo pháp và trong xã hội, để cho người thế gian người ta chê cười. Thì cái điều đó thì những vị tu tập thì người ta tự biết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bảo. Con xin cung kính đảnh lễ Đại Đức. Thưa Đại Đức, tính từ thời điểm nào thì vị Bồ Tát giác ngộ trở thành Phật? Vì các tài liệu thường nhắc đến chứng đắc tam minh vào canh 1, canh 2 hoặc là canh 3. Như vậy là ngay canh 1 vị ấy đã trở thành Phật, hay là phải đến canh 3, hay là một cách xác định nào khác? Cảm ơn Đại Đức. Con xin cảm ơn Đại Đức rất nhiều ạ. Canh một chứng được túc mạng trí, thì khi mà chứng được túc mạng trí thì vẫn còn là Bồ Tát, hay là một cái người phàm phu, người ta tu thiền định, người ta chứng được túc mạng trí thì vẫn còn là phàm phu. Khi mà chứng được thiên nhãn trí thì lúc đấy vẫn còn là Bồ Tát, hay vì lúc đấy các lậu hoặc chưa được đoạn trừ. Hay là một người phàm phu, người ta chứng thiên nhãn trí vẫn là phàm phu, chuyện đó rất bình thường. Còn khi mà chứng được nậu tận trí, phải chứng đến nậu tận trí ở cái canh thứ ba, thì lúc đấy mới trở thành một vị Phật, lúc đấy mới là gọi là giác ngộ. Thì lúc đấy cái tuệ đạo, tuệ quả, và là cái nậu tận đấy được gọi là tuệ phản khán, biết rằng mình đã sinh đã tận, phạm hạnh đã tành, biết rằng các phiền não đã được đoạn trừ, thì cái đấy mới gọi là nậu tận trí. Nậu tận trí là biết rằng mình đã đoạn trừ hết phiền não, đấy gọi là cái tuệ phản khán, quan sát nặng.
Thì kể từ cái lúc đấy mà đi thì mới được gọi là Phật. Vậy thì phải đến canh thứ ba mới thành Phật quả. Chứ canh thứ nhất, canh thứ hai, túc mạng trí, thiên nhãn trí chưa phải là Phật quả. Mà nậu tận trí ấy mới là cái quả giác ngộ. Thì lúc đấy mới như Đức Bồ Tát tu ở tập ấy, đến canh thứ ba chứng được nậu tận trí đấy thì mới được gọi là Phật. Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Thêm ạ. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con là người tại gia và con có thể quy y Tam Bảo và tu học không ạ? Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một người tại gia vẫn có thể quy y và vẫn có thể tu học được. Người tại gia nó còn nếu như mình có điều kiện thì mình quy y và mình có điều kiện thì mình học kinh điển, học những pháp học, rồi có thể điều kiện thì giữ giới, hành thiền, chỉ quán thì vẫn có thể chứng đắc được đạo quả giống như người xuất gia. Nếu như mình hành một cách miên mật như người xuất gia thì vẫn chứng đắc được các đạo quả như thế. Nên là tại gia xuất gia thì nó chỉ là cái hình tướng thôi, còn cái tâm ở bên trong mới quan trọng. Mình có thể tu tâm, ai tu tâm thì cũng sẽ có kết quả của sự tu tâm, đó là sự giác ngộ giải thoát như nhau hết. Nhưng còn cái hình tướng bên ngoài mặc cái áo này không có nói chuyện là người này mặc áo này sẽ tu tốt hơn, người kia mặc áo thế kia thì tu kém hơn, không có. Mà là cái sự thực hành tốt hơn thì sẽ thành tựu mà thôi. Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Định Tĩnh. Con thưa sư, xin sư giải đáp giúp con câu hỏi này ạ. Trong Thanh Tịnh Đạo miêu tả mặt trời rộng 50 do tuần, còn mặt trăng rộng 49 do tuần. Nhưng con không thấy trong kinh chỗ nào Đức Phật miêu tả độ lớn của mặt trời, mặt trăng. Cũng như hiện tại, người ta quan sát bằng kính thiên văn, thấy mặt trời lớn hơn trái đất và mặt trăng rất nhiều. Có thể chi tiết này ở trong Thanh Tịnh Đạo là không chính xác không thưa sư? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Trong các chú giải, các cái luận giải, các cái chú giải thì về sau này sẽ giảng giải giải thích ra rất là nhiều cái điều bằng những cái con số cụ thể, điều này điều kia. Còn trong kinh thì Đức Phật thường hay nói chung chung chứ ít khi Đức Phật nói ra những con số cụ thể, nhưng trong chú giải thì sẽ nói nhiều hơn. Nhưng mà những cái mà mình nhìn bằng mắt thường nó rất là khác với những cái mà người ta nhìn bằng mắt tuệ. Con người khi mà người nhìn bằng mắt tuệ cái thế gian này nó rất là khác với người mà nhìn bằng mắt thường. Cái người mà nhìn bằng mắt tuệ thì cái thế gian này như trong một thế gian có cái núi chúa Seneru, cái núi chúa Tu Di nằm ở giữa bốn châu thiên hạ, nằm ở bốn bên mỗi một cái châu thiên hạ đấy, như là ở Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu ấy, có Bắc Câu Nô Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, có những cái hình thù của những cái quả địa cầu nó khác nhau và những cái sự to nhỏ thì nó khác nhau. Và trong như thế và mặt trời quay quanh cái núi Tu Di ấy, núi Tu Di nằm im một chỗ, mặt trời quay quanh, nhưng mà bên ngoài người ta nhìn quan sát bằng bằng kính viễn vọng hiển vi, bằng cái khoa học hiện tại và con mắt thường thì người ta lại thấy rằng cái trái đất này nó quay quanh mặt trời. Và người ta không có thấy cái núi Tu Di và không có thấy các cái cõi khác như là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Châu, Bắc Câu Nô Châu, những cái nhân loại ở các cái cùng một cái thế giới này nhưng mà ở những cái châu khác nhau, phải những cái thì cái con người ta chưa thấy, không thấy và mắt thường không thấy được, hiển vi viễn vọng chứ đều cái cách nhìn đấy nó cũng không đúng, kể cả cái cách nhìn mà nhìn thấy mặt trời lớn hơn trái đất nó cũng không đúng, nó chỉ là một cái cách nhìn phỏng đoán suy luận chứ chưa phải là chính xác cụ thể. Và những cái mà trong chú giải nói cũng chỉ là một suy luận, một cái sự suy đoán thôi chứ cũng không phải là một con số cụ thể. Nếu mà nó là một con số cụ thể thì có thể Đức Phật đã nói, hay là những cái cách đấy nó cũng nằm ngoài cái sự hiểu biết của những người bình thường mà nó không cần thiết, nó vì nó không mang đến mục đích là đi đến chấm dứt khổ đau nên Đức Phật cũng chẳng cần nói chi tiết cái điều đó. Vậy thì cái điều đó là cái điều mình không nên bàn luận quá sâu làm cái gì. Vì pháp của Đức Phật chỉ bàn luận sâu về những cái pháp đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát chấm dứt khổ đau thôi. Còn những cái bàn luận về thế giới này là vô hữu biên hay vô biên, thế giới này là thường hay vô thường, thì những cái pháp đấy hay là cái trái đất lớn hơn mặt trăng hay mặt trăng lớn hơn trái đất hay là mặt trời chứ, thì không nên bàn luận làm cái gì. Thì đấy là cái mà không nên nói, không nên bàn luận nhiều.
Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huyền ạ. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi, một người mới bắt đầu thực hành thiền có thể thực hành thiền Vipassana ngay được không, hay cần hành thiền niệm hơi thở trước ạ, và thứ tự thực hành như nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người có thể chọn một cái phương pháp thiền nào để làm khởi đầu cũng đều được hết. Có thể là khởi đầu từ thiền định. Thiền định thì có thể chọn bằng thiền niệm hơi thở vào ra cũng được. Hoặc là thực hành thiền một cái cáp ca xê ná nào đấy cũng được. Niệm về bộ xương, niệm xác chết. Hay là quán ba hai thể trược, hành thiền tứ đại đều được hết. Hoặc là một người đấy khởi đầu bằng thiền niệm về thiền tuệ, thiền quán, thiền niệm phòng xẹp hay là quán về danh sắc đều được hết, tức là khởi đầu như thế nào cũng được. Quan trọng là cái sự thực hành thiền đấy nó phải có một cái phương pháp, có một cái lộ trình đi một cách tuần tự từ thấp đến cao rõ ràng chi tiết, và cái vị thầy đó hướng dẫn như thế nào, mà nhất là cái vị đó, cái vị hướng dẫn ấy là phải là cái người có kinh nghiệm thực chứng thực tế thực sự, và hướng dẫn tuần tự từ thấp đến cao thì mới được. Cái pháp của Phật là thế, nó giống như là mình học kinh được, chưỡng được, luột chưỡng được, luận chưỡng được, học cái gì chưỡng được, hay là trong số rất nhiều ngàn cái bài kinh mình học bài này trước được bài kia sau, không được bài này sau bài kia chưỡng được hết. Cái pháp của Phật là vậy. Khi mình thực hành cũng thế, thực hành thiền định trước thiền tuệ sau cũng được, thiền tuệ trước thiền định sau cũng đều được hết, pháp nào cũng được. Nhưng mà quan trọng là mình thực hành nó vẫn phải có tuần tự, như là thực hành thiền hơi thở thì phải có tuần tự từ bắt đầu chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở vào ra, cho đến khi nào cái chánh niệm đấy đạt đến cái sự thuần thục sung mãn, đi vào đến định, rồi đi vào đến cận định, rồi đi vào đến an chỉ định, rồi vào được sơ thiền, rồi sau đó mình hành thuần thục với sơ thiền lên nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền. Rồi khi thuần thục với tứ thiền rồi mình sẽ hành đến cái pháp thiền định cao hơn như tứ thiền bát định, các cái thiền bảo hộ, từ bi hỷ xả, rồi sau đó mình có thể thực hành đến thiền tuệ phân biệt danh sắc, rồi quán về pháp duyên khởi, rồi sau đó quán về cái pháp sinh diệt, quán về cái sự vô thường của vô ngã của danh sắc ấy, rồi tuần tự các cái tuệ sinh diệt, cái tuệ về nhàm chán, tuệ ni tham, tuệ hành giả, tuệ đạo, tuệ quả, dần dần nó sẽ sinh khởi lên một cách tuần tự theo cái sự cái theo cái kết quả, cái quá trình của mình tu tập đó, mà mình đạt đến đến cái sự đoạn được cái nậu hoặc thì lúc đấy là thành công. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi về vấn đề xá lợi chư thiên ban cho cư sĩ ạ. Con nghe nhiều vị cư sĩ có thờ Phật tại nhà, một thời gian sau thì tượng Phật đó xuất hiện rất nhiều viên trong suốt, đủ màu sắc như đá quý, mọc đầy trên thân tượng Phật. Rồi cũng có vị cư sĩ khác, trên bàn thờ Phật và dưới nền nhà của vị ấy, ngổn ngang rất nhiều viên xá lợi, đủ kích thước, màu sắc, có viên to bằng cái bát cơm, có viên còn to hơn. Khách tới nhà ai cũng được tặng vài viên, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Vị cư sĩ chủ nhà đó nói, đó là xá lợi chư thiên ban cho, rơi từ hư không xuống, ngày nào cũng cho như vậy. Bạch sư, có thật là có hiện tượng tượng Phật tự mọc viên xá lợi và xá lợi chư thiên ban cho rơi vãi khắp nơi trên sàn nhà không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Chuyện phát sinh ra những cái xá lợi ấy thì xá lợi thì là do một cái vị ở tu đắc đạo mà có xá lợi, như là Đức Phật hay các bậc thánh tăng, thì hỏa thiêu sẽ để lại xá lợi. Thì cái xá lợi đấy thì rất là thực tế, mà không có cái chuyện gì nói là chư thiên mang đến cho xá lợi ai cả. Ví dụ như là có một cái vị thiền sư nào đấy, cái viên tịch mang đi thiêu, đốt cháy hết xương cốt để lại xá lợi, và lúc cái bới ở trong đống tro ra thấy xá lợi đấy mới là xá lợi. Còn xá lợi rơi từ trên trời rơi xuống không phải là xá lợi. Và vì có đôi khi có người ta vì cái niềm tin, vì cái niềm tin mà chư thiên người ta cũng muốn ta tăng tưởng cái vị niềm tin của vị đấy, rồi người ta trêu, người ta đem xá lợi đến người ta cho vậy, thì cái xá lợi đấy chẳng đem lại cái lợi ích gì, chẳng tác dụng gì. Thì nếu như mình có đặt niềm tin vào những cái xá lợi, chẳng qua mình đang tin các vị chư thiên kia, mình hoan hỷ với các vị chư thiên, nên mình đang theo các vị chư thiên kia, như thế thì nó chỉ làm cho mình mất đi cái lý trí, mất đi cái trí tuệ,
Mình biết là cái việc tu tập không phải là mình đặt niềm tin vào những cái điều mơ hồ, vào những cái điều mà nó không đem đến cái sự giác ngộ giải thoát đó. Cho dù vị chư thiên người ta có thể mang cả một núi xá lợi đến người ta cho mình, thì mình làm cái xá lợi đấy sẽ mang lại cái lợi ích gì? Xá lợi của chư thiên đó sẽ mang lại lợi ích gì? Nếu như mai mốt cứ mỗi người sẽ mang một đống xá lợi về nhà trưng bày lên, nhưng rồi mình cứ ngồi đấy mà ngắm xá lợi thì nó có đoạn trừ được khổ đau không? Có thể đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến chấm dứt khổ đau được không? Như vậy cho nên là xá lợi người ta vì cái tâm người ta mong cầu cái điều đó, cảm ứng với các cái vị chư thiên thì người ta trêu ghẹo như vậy, cũng có thể là như thế, cũng có thể chưa chắc đã phải chư thiên mang đến, có thể là do một cái chất liệu đá nào đấy nó tự nó phát sinh ra những cái điều đó, có thể là do những cái tượng đó làm bằng những cái chất liệu đá đấy, rồi những cái đá đấy nó tự đùn đẩy ra những cái ghét, những cái rỉ của nó như sắt đấy, nó mọc ra cái rỉ sắt nó mọc ra, nó đùn ra thì người ta bảo đấy xá lợi từ sắt sinh ra. Hay là đôi khi nó từ những cái vật gì đó lâu ngày nó mọc lên những cái nấm, những cái mốc, những cái gì đó ở trên những cái thân cây, người ta quy cho đấy là xá lợi phát sinh ra đấy. Vậy thì cái đấy nó chỉ là cái tưởng của con người thôi, con người quy định cho gọi là cái gì thì nó là cái đó. Vậy thì người nào mà cứ quan tâm đến những cái chuyện đó thì chỉ sinh ra ảo tưởng, chỉ sinh ra lầm tưởng, chỉ sinh ra mê lầm, chẳng đem lại cái lợi lạc lợi ích, chẳng đem lại cái sự nó không đúng với cái pháp của nhà Phật. Cho nên là cái người nào mà càng chạy theo cái đó là chạy theo cái phi pháp, đó không phải là pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi ạ. Vào những ngày trai giới, các vị thiên tử hay vua trời đi vinh hành trong nhân gian. Vậy làm thế nào các vị ấy biết được ai đang giữ giới, tu học để gia hộ cho các vị ấy ạ? Con kính tri ân sư ạ. Thì các vị ấy đi ở trong nhân gian thì các vị ấy biết được ai là cái người đang tụng kinh, đang lễ Phật, đang ngồi thiền, đang tu tâm, đang giữ giới. Thứ nhất là vị ấy quan sát bằng con mắt, biết được rằng người đấy là người đang tu, giống như người đời mình biết mình đi đến đâu, mình thấy cái người nào đó đang tụng kinh, đang nghe pháp, đang ngồi thiền, đang hành trì tu tập thì mình cũng biết bằng cái con mắt thường của mình còn biết với các vị chư thiên, các vị ấy có thiên nhãn, các vị ấy còn biết được tâm tư mình đang nghĩ bậy hay là mình đang nghĩ những điều chân chánh. Các vị chư thiên mà các vị thiên tử người ta biết được cả ý nghĩ, suy nghĩ của những người khác, cho nên người ta còn biết được, không những biết được cái hành động của cái người đó đang làm gì mà người ta còn biết được tâm ý của người đó đang hướng đến cái gì, đang hướng đến tu tập hay đang hướng đến những pháp bất thiện. Vậy nên là các vị chư thiên đi quan sát trong nhân gian, thấy ai tu tập các vị ấy sẽ biết người đó đang tu tập, người không tu tập thì sẽ biết người đó không tu tập. Dạ, con thưa sư, những câu hỏi còn lại con xin dành lại buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng Itam mê bunyam Asang vakazam Vaham hotu Itam mê bunyam Nibbanasa Panchajo Hotu Mama Punya Pagam Sabasathanam Pachemi Sabe Medamam Punya Pagam Napantu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.